Oh baby girl, khi bên nhau là những giây phút tuyệt vời, là những giây phút tuyệt vời, là những giây phút tuyệt vời, yeah. Làm sao có thể, sao chọn trái tim cho một người khi trong lòng vẫn có những tổn thương? Ngày xưa chưa thể buồn. Và kiêm đạo diễn bất đắc dĩ, cộng thêm họa sĩ phụ trách nhiều việc, tranh vẽ này việc lọ việc kia. Để xin giới thiệu, đây là camera kiêm DOP kiêm diễn viên kiêm hết chức gì nữa hả anh? Đạo diễn định ảnh, đạo diễn hình ảnh, cái lọ cái chai. Đấy, nhiều việc lắm. Đạo diễn kiêm biên kịch kiêm lại vẫn diễn viên, nói chung là lại kiêm stylist nữa, trách nhiệm nặng nề. Là đôi cánh chấp cho em mày đi thật xa, em sẽ là đôi mắt giúp anh thấy hay thật xa. Cảm một lần muốn yêu một đời, chạm một lần ta ngỡ được bay cùng sao trên trời. Em sẽ làm tất cả để có được anh, baby. Trong một giây phút anh cứ biết tâm hồn em. Cảm một lần muốn yêu một đời, chạm một lần đã biết là tình yêu đấy rồi. Chạm vào nơi đó. Rất là biết ơn mọi người, tất cả bạn bè, tất cả anh em trong ekip. Em đi lần này thì có sự đóng góp rất to lớn của mọi người.